thân mình. Chương trình Hy vọng 2024 với sự đồng hành của nhãn hàng OMO lên sóng lúc 20 giờ ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết trên kênh VTV3. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trẻ Em Thông Minh trên kênh VTV6 và chương trình Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay sẽ có hai điều, một điều quen và một điều đặc biệt. Điều quen là chỗ chúng ta sẽ tiếp tục được đến với một cuộc đối đầu vô cùng thú vị giữa hai đội chơi. Đầu tiên là bốn thành viên của đội chơi lớn. Và đối thủ của họ tất nhiên rồi. Tết này con gửi tiết kiệm ở ngân hàng Phương Đông OCB, được tặng voucher mua sắm, cơ hội sở hữu 10 lượng vàng SJC. Con học thêm mẹ, gửi tiết kiệm ở OCB đó. Vừa có lãi suất hấp dẫn, lại có thêm quà cho gia đình mình. Đón xuân về, nhận thịnh vượng cùng OCB. Ho gì mà ho nhiều thế? Sao chưa dùng bổ phế? Siro thuốc ho bổ phế Nam Hải chỉ khái lộ, chứa cắt cánh, bách bộ, xạ can và các thành phần thảo dược khác chuyên trị các trường hợp ho, đau rát họng, viêm họng, viêm phế quản. Không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi. Trẻ em có tiền sử động kinh hoặc có giật do sốt cao. Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Bổ phế Nam Hà, thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chào vị ngon nhân đôi, đón Tết vạn điều may. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng nhận được nhiều sự đồng tình đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bệnh viện mắt Trung ương đã đưa vào hoạt động trở lại phẫu thuật điều trị nội trú giúp giải tỏa tâm lý chờ đợi mòn mỏi nhiều tháng trời của các bệnh nhân. Thị trường chứng khoán châu Á phản ứng trái chiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự 19 giờ thứ năm ngày 1 tháng 2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu tập đoàn này phải phấn đấu để trở thành mô hình kiểu mẫu của doanh nghiệp nhà nước.